trước bầu cử. Theo Reuters, cuộc tấn công xảy ra vài ngày sau khi tình báo Anh cảnh báo thế lực nước ngoài sẽ tìm cách phá hoại cuộc bầu cử ngày 12 tháng 12. Đảng Lao động đối lập hôm 12 tháng 11 xác nhận các nền tảng số của đảng đã bị tin tặc tấn công trên quy mô lớn. Tuy nhiên, đảng này cho biết chưa có dữ liệu nào bị đánh cắp. Chỉ vài giờ sau cuộc tấn công đầu tiên, các dịch vụ trực tuyến khác của Đảng Lao động tiếp tục bị biến thành mục tiêu. Cuộc tấn công thứ ba nhắm vào website Đảng Bảo thủ. Reuters dẫn lời nguồn tin giấu tên cho biết nguồn tin này cũng cho biết hiện chưa thể xác định thủ phạm tấn công là cá nhân hay lực lượng thân chính phủ nào cuộc tấn công mạng vào đảng bảo thủ lớn hơn và có vẻ do nhiều tin tặc thực hiện tuy nhiên website này vẫn đứng vững và chưa rõ dữ liệu có bị đánh cắp hay không trong khi đó phát ngôn viên đảng lao động nói rằng họ khắc phục nhanh chóng thiệt hại và hiện mọi thứ đã trở lại bình thường nữ phát ngôn viên của đảng bảo thủ không bình luận về vụ việc bà này cho biết không quan tâm tới cuộc tấn công mạng